Hello, xin chào cả mọi người. Thì hôm nay đang đi ra tiệm cắt tóc Bull & Barber của thằng bạn mình, thì có anh khách là chạy chiếc Civic đẹp quá. Thôi sẵn tiện có chiếc Kia K3, có chiếc Kia K3 với lại chiếc Civic ở đây, sẵn tiện review. Thì đây là chiếc Kia K3 của mình. Đây là Kia K3 Premium 2.0. Thì còn đây là con Civic bản G 2023. Anh khách đi đang vô cắt tóc đây nè, thì kêu là mua gần 900. Đây mọi người, mình sẽ review sơ cái dàn đầu cho anh em ha. Thật sự giữa con Civic với con Kia K3 thì không biết anh em chọn con nào. Chắc chắn là anh em 100% là 80% là anh em sẽ chọn Civic ha. Dáng K3 đây. Còn đây là dáng Civic. Đây là con Civic. Ok, để mình mở lát đây. Rồi, đây. Wow, đã quá. Wow. Đây là con Civic. Wow, đây là bên trong xe. Đây là bên trong xe ha. Đó. Quá trời đẹp rồi. Thì đây là mình không có chạy nha, mình chủ yếu ngồi đây mình review sơ thôi. Bên trong nội thất, vô lăng, cầm lái. Bản này bản G nha anh em, mua gần như 800 mấy á, khách nãy anh kia kêu là 800 mấy 900 á. Bản G phiên bản 2023 chạy được bao nhiêu ngàn cây ở đây? Chạy mới có được có 11.000 cây à? Chạy mới có 11.000 cây à? Đá kìa, nội thất này. Đầu tiên là mình đi tới vô lăng đi ha. Vô lăng. Đó, còn đây là cần số. Có chế độ Eco này. Bản này bản G. Rồi màn hình đây. Thì đi ha. Nói chung màn hình nhỏ á, nó không có vấn đề, nó không có nhiều chức năng lắm. Có nhiều chức năng lắm. Máy lạnh. Đó, giảm nhiệt độ xuống. AC on. Lấy gió trong lấy gió ngoài mát. À. Cái con Civic này từ từ. Gió trong. Rồi ok. Con Civic này là mấy cái kiểu lọc cái mấy cái kiểu máy lạnh. Là nó kiểu này ha, dạng lưới này ha. Da ghế cầm ok, đã quá đã luôn. Đó. Thì nó có cái có thì nó có cái anh này ở đây, chắc là mình hỏi ảnh là cho mình chạy thử một vòng thử xem thế nào, review sơ. Nhưng mà trước mắt là đang ngồi bên trong nội thất ở bên trong nè. Rồi. Ở bên trong đây ghế. Ấy, ghế thì dạng như ghế nỉ ha. Nỉ ha. Ok. Rộng rãi không? Ngồi bên rộng rãi không? Nè. Cũng khá là rộng á anh em. Cũng rộng rãi nha. Rồi, sơ review sơ mấy cái nút bấm cơ bản thôi. Chi tiết nút bấm lock cửa, mở cửa, điều chỉnh gương, gặp gương nè. Cái tiếng xi nhan kêu cắt nhìn cũng hay, tiếng xi nhan cũng hay. Đó, nội thất ha, đây gió nè. Cửa gió nè. Wow. Giữa Kia K3 chứ con Kia K3 với Civic này chắc là mình nghĩ là 100%, gần như 100% đó. Rồi cho 80-90% thì là anh em chắc sẽ chọn Civic. Tại vì do hồi xưa trước mình mua chiếc Kia K3 là anh ấy biết tại sao mình mua không? Tại vì thứ nhất là cái số tiền của mình nó vừa đủ với chiếc Kia K3 này. Mình cố thêm chút nữa là mình lấy chiếc này cũng được nè. Nhưng mà thôi, cố thêm chút nữa nó hơi đuối. Nên là thời điểm đó chiếc Kia K3 này nó cũng đang giảm giá quá trời luôn. Nó giảm giá với lại nó giảm thuế trước bạ, nhưng giảm cả gần cả 100 triệu nữa. Nên là mình thấy vô trong tầm tiền của mình nên mình chọn Kia K3. Và thời điểm lúc đó mình cũng đang mê Kia K3, mình cũng đã nghiên cứu sang Civic rồi. Nhưng mà mình lại vẫn lúc đó mình lại chọn Kia K3 này ha. Nhưng mà Civic lúc đó là mình cố gắng thêm một chút nữa thì mình sẽ lựa chọn chiếc này. Chắc chắn là chiếc Civic vẫn là một sự lựa chọn ưu tiên của mình. Nhưng mà nghe anh em giang hồ đồn gọi là Civic nhanh rất giá lắm, không biết có phải không. Rồi ok đó, anh em thấy không? Để mình tí nữa mình mượn khách review thử ha. Ok, quá đẹp. Rồi. Nè cái nút start bấm này, động cơ đây này anh em. Đó, động cơ đây ha. Nổ máy ở động cơ đây ha. Cần số thì nó nhỏ hơn cần số mình ha. Nhỏ xinh nè, có chế độ Eco nè. Eco là tiết kiệm nè.
nó không có, nó có cũng fanpage điện tử các kiểu ha. Bạn G thì như vậy thôi, bạn G nó chỉ có như vậy thôi, nhưng mà về phong dáng thì khá là đẹp. Phong dáng của Civic hồi giờ là số 1 rồi. Không. Khách thì khách này hình như là có cái trên cái cạn vỏ nó nè, bô nè, Akamovic nè, mâm thì có gắn cái ốp vô cho đẹp đẹp thôi, mà đẹp quá. Anh em thấy sao? Đây là con Civic ha, bản G. Con Civic bản G ha. Mình bấm lóc à. Civic bản G. Còn đây là Kia K3. Đây, con Kia K3 thì nhìn nếu mà dán thì Civic vẫn đẹp hơn. Thật sự. Dán Civic vẫn đẹp hơn. Ha anh em ha, dán Civic vẫn đẹp hơn ha. Đây, anh em nhìn thấy không? Dán hai xe ha. Cái chiếc Civic nó dài hơn chút ha anh em ha, nó cảm giác nó dài hơn á, cảm giác nó dài hơn. Anh thấy không? Cảm giác nó dài hơn. Wow. Đẹp quá. Civic à, Civic đẹp quá. Hồi đó mà mặn tiền chút nữa là mua Civic rồi anh em ha. Ừ. Dáng của Kia K3 với là Civic thì chắc là mình sẽ chọn là Civic nhiều hơn. Chọn Civic ha. Dáng thì của Civic thì như là nó Civic nó to hơn. Nó to hơn, nó dài hơn, cái đầu nó dài hơn. Mình đang nổ máy thì mình đi nè. Đang đậu ở đây nóng quá, trời nắng quá. Công nhận Civic đẹp quá anh em ạ. Ok. Civic đẹp quá. Anh em thấy dáng Civic không? Đẹp quá trời ha. Nè, dáng đẹp ghê luôn á. Lúc đó là mua hồi đó mà mặt tiền chút nữa là mua Civic rồi. Nè anh em. Nếu mà cái dáng xe của Civic thì mình nghĩ là gần như là hoàn hảo. Bản này bản 2023 nha anh em. Cái lon khách nên anh khách cho mình hỏi là cái lon thôi. Bản G. Đẹp quá anh em ơi. Nè anh em thấy không? Đậu gần đậu cùng với Kia K3 ha. Civic nè, Kia K3 nè. 100% là anh em đều chọn Civic. Dáng thể thao đẹp. Mâm phay ha, mâm phay luôn. Khá là đẹp. Dáng đẹp quá. Mê quá anh em à. Hồi đó mà mạnh chút là mình chọn Civic rồi. Xe Nhật dù gì cảm giác lái nó vẫn sướng hơn. Đây là còn chiếc Kia K3 của mình thì mình nghĩ là nó chỉ có ở trong tầm đó thôi. Nó cũng chỉ có ở khúc gọi là Kia K3 luôn. Nói chung ở trong cái tầm gọi là vừa nhìn. Nói chung là tầm, nếu về cơ bản thì mình phải công nhận là chiếc xe của mình cảm giác Kia K3 của mình vẫn đẹp. Anh em à, cảm giác Kia K3 của mình vẫn có cái gì đó đẹp. Vẫn đẹp. Đó. Xe mình mà mình phải khen chứ, nhưng mà phải công nhận là Civic nó đẹp. Dạ là ok. Dạ rồi. Đây, anh chạy cho em quay chút. Đây anh chủ xe. Xe đẹp quá. Đây. Quá trời đẹp rồi. Đó, anh em thấy không? Đây, xe này. Đó. Đó. Dáng bao đẹp luôn ha. Đó. Đó, dáng bao đẹp luôn. dáng xe đó mà không mua thì mua xe nào nữa anh em à. Quá đẹp. Hồi xưa mà mình mặn tiền á là mình mua chiếc đó rồi á, nhưng mà mình không có mặn. Mình mà mặn chút là mình mua rồi. Còn đây là con Kia K3, công nhận là Civic nó vẫn có một cái gì đó nó gây cho mình một cái ánh nhìn gọi là thiện cảm với nó. Tại vì nó thể thao này, đẹp này, form dáng đẹp này. Xe đó mà mua chạy xe hoa thì đúng bài luôn. Thật sự. Nếu mà cái chiếc Civic đó mà mình mua mình chạy xe hoa đúng bài luôn. Bản nó bản G thôi nha anh em. Thật sự. Nếu mà mua mà chạy xe hoa nữa thì đúng bài luôn. Quá đẹp. Chưa được cảm giác chạy, nhưng mà
để lần sau, tại vì anh khách này là bạn của cùng với chủ tiệm cắt tóc của mình, bạn mình, khả năng lần sau là anh tới cắt tóc là hẹn ra là mình mượn chiếc đó mình chạy thử cho anh em luôn. Mình sẽ mượn chiếc đó để mình chạy cho anh em xem và cảm giác lái như thế nào. Hôm bữa mình có chạy chiếc Civic đời 2019-20 gì rồi của bạn mình rồi, quay cho anh em xem rồi, chạy xe Nhật thì cảm giác lái với lại cảm giác xe này kia tất cả đều ok, đều sướng hết. Nhưng mà còn chiếc phiên bản 2023 mình chưa chạy anh em ạ, 23 chưa chạy. Rồi giờ mình quay đầu lại mình đi công việc. Thật sự luôn, những chiếc xe mà của thương hiệu Nhật nó có cái cảm giác lái nó khác bọt với xe Hàn lắm anh em, thật sự luôn. Hồi có nhiều anh em sẽ hỏi mình là anh ơi, sao lúc đó anh không mua Elantra hoặc là anh không mua Civic? Thì cái thời điểm mình mua chiếc xe này nó đang được giảm thuế trước bạ rất là nhiều. Và chiếc xe của mình thì có nhiều anh em hỏi mình là xe của mình giá thời điểm đó nó nhẹ quá, nó nhẹ, nó giảm giá các kiểu, đâm ra là mình mua nó hợp lý. Mình cảm giác mình mua nó hợp lý và mình mua để mình chạy xe hoa, chạy dịch vụ Civic. Nhưng mà nếu mà mua Civic mình sẽ mua bản đủ chút, nó cũng phải cả tỷ á. Còn chiếc của ông anh này bản G thì có khoảng tầm 850-860 giấy tờ luôn, thì nó cũng ở trong cái mức giá đó. Còn thời điểm mình mua chiếc xe này hình như có 600 gần chưa đất 700 nữa, mua có 680 à. Bản Premium 2.0 nha anh em. Bản Premium 2.0 nha. Thời điểm đó mình mua có 680. Nhưng mà phải anh em nấy mình quay sơ cho anh em xem con Civic đó anh em cảm giác thế nào. Thật sự là đáng để mua đúng không? Ở trước cũng có một con Civic nữa kìa. Đang chạy qua kìa. À con Civic của ông anh đó. Đó. À, ông anh đúng không? Đó anh em thấy không? Cảm giác chiếc Civic nó vẫn là cái gì đó. Nó mang lại cho anh em gọi là hình dáng nó với lại cái thẩm mỹ, mọi người đều ánh mắt nhìn vô ai cũng kêu đẹp hết. Còn xe Hàn chiếc Kia K3 này nó ở một cái form nào vừa mắt thôi cũng gọi là tạm được ha. Đối với mình thì xe mình là gọi như ok, đẹp ấy. Đó, nhưng mà Civic nó vẫn nhìn hơn. Nó kỳ vậy đó. Nhưng mà Civic bây giờ đang rớt giá chứ lắm anh em ha. Civic giờ rớt giá chứ đó. Civic bây giờ cảm giác nó hơi rớt giá ha. Đó. Rồi ok, giờ mình xin nhanh sang đây. Mình hiện tại giờ mình đang đi chở khách này nè. Đang đi chở khách nãy vô tình có anh trai chạy Civic thấy đẹp quá. Mượn review sơ chút, công nhận Civic quá đời quá trời đẹp ha. Mua chiếc Civic đó mà chạy dịch vụ xe hoa. Anh em ha, mua chiếc Civic đó chạy dịch vụ xe hoa. Dạ alo ạ. Dạ rồi, em chắc tới rồi, em đang cua vô đường rồi. Dạ. Mình đang đi chở khách đó nha anh em, mình đang đi chở khách. Khách hẹn mình. Thì anh em theo anh em là chiếc Civic đó như thế nào? Đẹp không? Đúng đẹp ha. Thật sự luôn, lúc đó là mặn tiền xuống tiền nữa là mua chiếc Civic là đúng bài luôn á anh em ạ. Quá trời đẹp. Thôi thời thế mà. Sau này có tiền mua BM luôn á, lên BM các kiểu luôn. Civic được mệnh danh là gõ đầu vào chờ đó. Mà bản tire hả, bản full, bản này kia, nói chung là mấy cái bản của Civic thì cơ bản là cái form dáng như gần như nhau hết, nhưng mà dáng nào cũng đẹp. Nhưng mà mình mua chắc là mình mua xem mua bản full chút cho chạy cho sướng ha, cho nó bốc cho nó sướng. Còn hiện tại giờ mình thì mình cũng hay quay chia sẻ về xe nè, lái xe nè, quay chia sẻ về xe. Nhiều khi anh em thấy mình quay những cái góc lái xe các kiểu, cái anh lúc nãy đi công việc gấp quá thì không, thì mình cũng mượn mình quay cái góc lái cho anh em xem rồi đó. Thật sự gấp quá thôi chứ không thì mình cũng quay cho anh em xem cái góc lái cho anh em xem rồi. Hôm nay mình cũng quay cho anh em xem cái góc lái rồi đó. Còn đối với mình thì Kia K3 như vậy là quá ổn rồi ha anh em ha. Đối với mình chiếc Kia K3 là chạy dịch vụ, chạy xe hoa thì trong tầm giá mà giá trị mang lại cho mình kinh tế ok thì mình mua thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Một cái video ngắn review sơ chiếc Honda Civic quay vui cho mọi người. Rồi mình tới chỗ này mình đi rước khách rồi. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nha.